Đối tượng mang dao vào cướp, bị bà chủ tiệm vàng trượt đuổi, chạy bắt chân lên cổ. Trong lúc đối tượng khống chế để cướp vàng, thì bất ngờ bị bà chủ đạp ngã, hắn cố lao ra đường bỏ chạy. Vào khoảng 9 giờ sáng nay ngày 25 tháng 3, một nam thanh niên đi xe máy SH không biển số, bịt kính mặt đã vào cửa tiệm vàng nằm trên địa bàn phường Quảng Tâm, Thanh Hóa. Tên này dùng dao khống chế bà chủ tên Loan. Trong quá trình khống chế, đối tượng bất ngờ bị chị Loan đạp ngã. Bị rượt đuổi, hắn lao ra ngoài tìm cách tẩu thoát, thì bị chồng chị Loan từ trong nhà lao ra, vật ngã xuống đường. Sau đó, người dân xung quanh đã nhanh chóng chạy tới hiện trường hỗ trợ hai vợ chồng chị Loan khống chế tên cướp. Đoạn clip dưới đây trích xuất từ camera an ninh của cửa tiệm vàng, thời điểm tên cướp đột nhập vào trong và bị hai vợ chồng chủ tiệm rượt đuổi,